Ok, chào anh em nhá. Buổi sáng nay lại gặp nhau rồi. Đứng bên cạnh đây là một chiếc xe gọi là GS này. Mua con này coi như là 7 triệu rưỡi. Con xe Lead. Đấy. Một xe Jim vừa rồi anh em gửi trong miền Nam ra mua có 13 triệu này. Một con Vision, con đầu LED đầu to. Anh dắt con ZX mua, con ZX này mua có mấy triệu đấy? Có 7 triệu rưỡi. Ông anh ấy ra đây anh em mình chụp kiểu ảnh ấy thôi. Anh em giao lưu anh đại một đại ca anh chào các sếp trên này nhá. Chào tất cả anh em xem ở kia nhá. Vâng, em xin phép em cài mic. Anh giới thiệu anh tên gì nhỉ? Anh tên là Hùng ở trên Sóc Sơn. Ok, em cảm ơn anh Hùng nhá. Một trong những khách hàng rất là ông anh rất là tín nhiệm thân thiện. Thân thiện. Và mua rất nhiều xe. Rất nhiều. Anh Hùng ngay Sóc Sơn rất là ba anh em cùng nhá xuống ở đây mua. Anh em ra đây chào giới thiệu từng người các đâu. Các đại ca Sóc Sơn đấy. Em zoom nhá. Anh hôm qua là em lai con Win đúng không? Đúng rồi. Hôm anh trước chơi mấy con Win rồi, mấy đời Win rồi nhưng mà vẫn cứ thích con này. Vẫn thích. Một thời để nhớ nha. Anh cảm thấy nào? Nhìn con xe nó sướng không? Đẹp xe, đẹp bóng nhảy. Bóng nhảy, đẹp bóng nhảy. Đây là tôi tiền nong thứ là xong rồi đúng không? Xong rồi, trao đổi, bàn giao cho bên rồi. Rồi. Anh em mình chụp cái ảnh nhá, dung chụp cái ảnh cho hai anh em đấy. Vẫn gửi giao lưu hai anh em bắt tay chụp cái ảnh nhá. Đấy, chụp bắt vào cái đoạn này này, cái đoạn này một chiếc xe Win biên phòng này nó đúng cái dáng này. Đúng tướng không anh em, đúng một thời gian khó. Đấy, ngày xưa khổ lắm ấy. Rồi. Ok, rồi nhá, anh nhìn bán nhá. Cảm ơn anh nhá, có gì ủng hộ em nhá. Rồi. Ok, anh Hùng chào các đại ca như này đi. Ok, em xin phép các đại ca. Thế nào, ba ông anh kia mỗi anh làm con nữa đi về đằng nào Sóc Sơn. đại gia lắm tiền nhiều của. Đây một chiếc ZX nhá, em quay cái mặt ZX cho anh đi. Đấy. Một chiếc ZX nó vừa tiền con này xem nào. Mua xe này xe nó là ZX nhưng mua có 7 triệu đấy anh em nhá. Em có thể quay một vòng. ZX nhưng không phải ZX nó là Way Thái 100. Đấy anh em ạ. Đấy. Và vỏ nhá. Hello anh em nhá. Hiện tại dành cho anh em ít tiền mà thích đẹp. Đấy. Đây. Mua có 7 triệu. Một chiếc quá rẻ. Đấy. ZX trắng nhá. Đây là nhựa, bộ nhựa zin anh em cũng nào mà nhảy được bộ tem nhựa zin của em nó đến từ là xứ Thanh. Đấy, em ạ. Ok. Đây. Nổ máy cái nào. Chào 500 anh em đang xem livestream nhá. Rửa sạch quá rồi. Đấy, lúc cần nổ lại đếch nổ, lúc cần không nổ lại nổ mâm. Vừa mua đấy không nhá? Nước. Đấy, anh em rửa sạch quá. Rồi. Nói chung cái nổ nó không trọng đâu. Ép phải nổ. Chắc cũng nước vào rồi. Cô anh, chào tất cả 565 anh chị em đang xem livestream nha. Cố lên nào, cố nào. Rồi. Ok. Rồi. Ôi, hết cả hơi. Nói thôi nổ đơn giản, nói vui thôi nổ quá đơn giản. Chào Trần Đức nha. Máy êm không em? Đây, mua có 7, mua con này nhập vào có đến 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Em kiểm tra cho anh, mua con này 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Đấy, lâu cũng ổn rồi nhá, bây giờ vừa mua về nhá. Cái mới về đúng không anh? Con này mới về. Anh vừa mua, em đấy. 6759. Con này máy nó là máy này. Ok. Nó là Way Thái 100 nhá. Không phải ZX đâu nhưng mà em thích hình thức. 6759 mua bao tiền. Em ạ. Đấy, dùng hợp tình hợp lý xương. Anh em lên cao quá nhỉ? Lên gần 700 rồi. Được rồi, đúng rồi. 3 đô tiền nhá. Đúng rồi. Anh ơi, đẹp mua 7 triệu anh ạ, mua của Tú. 7 triệu anh em nhé. Đấy, bây giờ là nổ ngon. Đấy. Nói chung là dành cho anh em nào, anh em hình thức đi lại rất là đẹp. Con này nhựa zin nhá. Nhựa zin từ cái tem mát của nó là zin nhá. Đấy, con này nó là phanh cơ thôi, nó không phải rất ít đâu. Cầu anh em 1 triệu rưỡi, nếu anh em nào quan tâm thì... Nó là Way. Ông quay vào một vòng nữa đi, nhìn cho nó đẹp. Nó là Way Alpha nha anh em ạ. Way Alpha lên bộ cả bộ vỏ ZX. Chào tất cả 719 anh chị em mới vào đầu tiên. Mỗi anh em cho xin hai anh em xin một chia sẻ nhá. Đấy, ok, một chiếc xe. Đây, tiếp theo là về nhá anh em, tầm này là cây xanh lá non, cứ bán xe vừa tiền đấy nhá. 7 triệu rưỡi một con GS tem to. Đấy, xe này được cái máy ngon. Đấy. Đấy, dành cho anh em thôi, nói chung là tầm này là ít tiền. Anh em bây giờ tầm này 2007 anh em ạ. Tết nhất cũng chả đi Tết nữa rồi. Tầm này là đi làm ăn thôi. Đấy. 7 triệu rưỡi. Quay GS. GS rất đẹp nhá, cái này máy chất, máy căng luôn đấy. Ông quay gần đấy. GS tem to anh em ạ. Đấy. 2007. Đấy. Đó thì thầm phết đấy. Màu đấy. Xanh. Thì thầm 7 triệu rưỡi. À. À.
không thể làm được gì. Nẹt, nẹt. Vâng, Vũ Hoàng nha. Vẫn là cái máy chị đưa cho, máy bảo chị bảo căng nét đấy. Không sao đâu. Mờ lắm sếp ạ. Cũng hơi mờ anh ạ. Mờ lại tắt, mệt lắm. Đâu cái máy kia mà, không phải em đâu, cái máy chị đưa đấy. Rồi rồi, ok. Tay thấy nét mà. Đâu nó cũng không hơi mờ lắm. Mà. 7 triệu rưỡi, coi 5 triệu nhá. Bây giờ nét rồi. 7 triệu rưỡi cộng 1 triệu nha anh Khôi Trôi nhá. À xin lỗi anh, con RS này là 7 triệu rưỡi cộng 1 triệu. Nét rồi. Chúng là gì ạ? Đây, hút quá. Đấy. Bắt bình xăng. Rồi là con để cái. Rồi. Ok, Đỗ Đức Quyền nhá. Ok, tất cả mọi người 832 chị em đang xem livestream nhá. Win đã một anh đâu rồi. Đợt em, anh em một đại ca cũng xem live Hoàng Kiên gửi từ Sài Gòn ra đây. Em nó biển 72 Vũng Tàu, ông quay con vòng. Con này rất rẻ nha, anh em mua rất hợp tình hợp lý nha, mua có 12 triệu 500 thôi. Máy chất, anh em 12 triệu 500 anh em nó. Anh em nói chung là hàng nó là tốt gôn, tốt nước xuân. Anh em dành cho, đấy 72 từ Vũng Tàu ra Hà Nội gửi ra làm gì. Đặt sợ anh em, ôi để trong đấy mà bán thì gửi ra Hà Nội làm gì, xong rồi để anh em nó vật vã ra. Đây là đấy, gọi là quý Hoàng Kiên quá nên ông ra mày gửi ra này. Biết từ Sài Gòn chuyển tàu ra đấy anh em ạ. Anh em có một đại ca gốc Bắc ấy, cũng quý Hoàng Kiên quá này. Quý quá anh em ạ. Cứ phải bán cho chú nó sướng. Văn Mai Nguyên, hôm nào qua anh làm con Win, ok anh nhá. Anh nhá, con đây Win này bán rồi anh ạ. Đấy, ba đại ca xếp Sóc Sơn ấy, đẹp không? Đấy có hai mấy triệu bạc. Đây. Cái đây mua 2016 không? Trên chất. Không à. Đẹp. Con này mua 12 triệu 500 nhá. Máy zin nhá. Máy zin đẹp luôn nhá. Trong hình thức nó xấu thôi. Xe đi làm đi ăn đi xây đi công đi. Tiền 72 anh em nhá. 12 triệu 500 con này thì đúng là quá rẻ cho một cuộc tình không nhìn đâu à. Cái đầu bò không ơi. Đây đây đây. Quay cái đầu bò nó mốc như kiểu đời 81 ngày xưa bãi nhá. Con này là bãi. Nó là bãi. Tên em nó là 81 bãi mộc thế. Được cái thôi, đồ đoàn nó dầu dầu thôi. Xác định về anh em phải trải chuốt. Cái này lấy cái đánh xoong đánh đi nhá. Đây máy nổ ấy. Xe chính chủ đôi gương vẫn chưa vỡ là nào. Đấy. Em nó riêng Việt Nam đời 2000. Đấy. Máy này. Máy chất ơi, luôn. Một tí đấy rách cái bánh trung gian. Máy nó cực chất. Thật sự ai mà kiểu ăn chắc một bền ấy, mua con xe này về live thồ này, đi chợ này, không hình thức nhá. Xe này là xe chở tiền nhá, không phải xe phòng khách, phòng khứa đâu. Đây, ông ơi, không phải là vênh vảnh dâu đâu mà oai với xã hội đâu. Xe này là xe chở tiền về nhá. Đây nhìn, khung sườn nó là chấm hết luôn. Đây. Máy zin. Anh em này. Xe đi chở tiền về nhá. Xe này anh em chở đi hàng 7, 8, 10 năm. Đúng rồi, nó làm đấy. Ra tiền mà, nó chở tiền về cho mình. Anh chụp ảnh cho mình gửi Zalo và ok, con này được. Đầu tiên các đại ca đòi 2 chục. Thế bảo thôi, anh cứ giải quyết để cho em 13 triệu. Đấy. Trần Lâm chờ xíu nhá anh Kiên, báo giá. Đấy, này nỉ mất mấy tháng ấy mới giải quyết được đấy. Đấy. Chất lắm anh em nhá. Nói chung một chiếc xe nguyên bản đến năm 2000, những cái đồ anh em nó đồ nó không được giữ lắm. Có nghĩa rằng cái xe này để kiểu nắng mưa ấy, kiểu nắng mưa anh em nó Vũng Tàu mà nó kiểu anh em nó tắm biển nhiều ấy. Nó hơi ngấm khí biển. Nhưng mà đời đồ rất đẹp đấy, máy vẫn nổ đấy. Này. Đi thầm máy zin nhá. Con này giờ đi đồ biển nhá. Đồ rất đẹp nhưng đồ như hơi xấu. Đấy vành này thì mọt tí rồi. Nói chung là anh em về lau dầu lau mỡ lai thồ. Mua 12 rưỡi cậu em 2 triệu. Biển 72 nhá. Đấy. 14 triệu 500 nha anh em nhá. Xe này xe chở tiền nhá, xe này đi làm ăn tuyệt vời đấy. Máy zin. Đấy 14 triệu 500 này anh em nào là chốt zin máy zin. Đấy. Anh em mà là dự ai mà thích cái độ chất xe thì mắc mua. Còn ai mà ưa hình thức thì thôi đừng mua. 14 triệu 500. Ông quay vòng này đây cái tem mác anh em nhìn cái tem nó vẫn zin nét nó từ ngày xưa. Đây, sau mười mấy năm từ lốc máy này nhá, yếm zin nhá. Tem zin lườn nó phẳng căng đấy, rất là mộc mạc. Xe mình vừa mới hạ về nhá anh ơi, xe kìa vừa mới gửi tàu về đây đấy. Đây đấy, nếu mà thật sự ai là chất thợ nhìn con xe này nó sướng, cốt nó còn như này, khung sườn nó đẹp, gầm nóc nó thôi rồi luôn, gầm nóc đẹp không mối mọt gì, gầm nóc đẹp đấy. Máy zin con này xấu với cả xe xấu với độ nhu với độ mạ anh em đấy. À chú ạ, rất là nhiều anh em kêu mỏ anh ạ. Rất hợp lý nhá. Ông anh làm con này à? Anh đang định nhỉ? Vâng, ok. Con nào? Cái nào anh? Xử lý thế nào? À, cái này là cào xước. Đây, không phải vỡ đâu. Nó xước. Nó bị cào thế. Nó xước này ạ. Không.
nó bị cao. Anh ơi, em hiện tại đang có 1K đang xem anh ơi, chào các anh em trên này đi. Vâng, chào 50.000 anh em. 50.000 em, chính thức là 50.000. Ai muốn mua xe máy hoặc bán xe máy cũ vâng. mới đến Hoàng Kiên năm 2 Hòa nhá. Vâng, anh tên gì nhỉ? Anh tên Quang. Anh Quang ở đâu qua đấy? Anh ở Thường Tín. Ngày xưa vâng. cách đây mấy năm anh mua một cái đây rồi. Vâng, cách đây mấy năm mua. Hay là... Vâng. Đây là con anh em làm con 2442 này thôi nó vừa vừa tiền. Nhưng anh đang định lấy một con biển 20 của cưới chê này. Vâng. Chê chê cơ này. Vâng. Nhưng đang chưa nổ máy được. Không, anh làm con điện tử đi cho nó tiết kiệm nhiên liệu. Con này không phải vỡ đâu nhá. Ví dụ như là như các vâng. chỗ này, như các chỗ này nếu mà nó cũng cái xe nó rất bẩn. Không sao, anh cứ cho tẩy cái riêng cái này. Tại sao Vim nhá, anh em nó toàn lấy Vim ấy, nó pha với dầu nó lau phát nó bóng loáng như bọn em nguyên bản của nó để không, cái đấy bẩn lắm. Ôi anh lau phát anh ủ dầu phát nó ngon, nó tẩy toàn. Anh là anh muốn lấy cái đấy anh làm, nếu mà anh làm lại cho anh cả cái đất chỗ này bẩn lắm. Anh thích làm thì em làm cho anh biết. Ok, riêng cái xe đời cổ này anh theo em anh đừng có làm. Bảo anh rồi đấy nha, bởi vì em nó năm nay nó mười mấy năm thì anh mà làm thì sẽ thành mới. Anh mua hộ mà. Anh mua hộ ơi, có dịch vụ làm ngay. Riêng cái loại này nhá, cứ Vim anh em lưu ý, cái Vim là một này, cho đi Vim này, rồi xà phòng này, một ít dầu dầu công nông, lấy bàn chải đánh răng lau phát, rồi vuốt để ngâm 5 phút, rửa phát mẹ trắng xóa. Thì báo anh 10 triệu. Đấy, nó rất đơn giản, cái Vim vệ sinh nhưng mà nó rất đơn giản. Đấy. Con kia lỗ xem anh lấy con kia. Không có đi được, anh đi lấy con này cũng được, con kia được mà. Con không đây, để em tiếp tục tác nghiệp với em bắt tay ông anh ấy. Ông anh ơi, anh em bảo là lau. Anh chào các sếp như này ạ. Lau cái cam đi một tí. Ok. Cam mờ. Cam mở quá anh. Tiếp nhanh nhá. Anh kia sáng kệ đang cân đối. Anh kia. Đây là giáo sư Vũ Kiều đang có xe này 3 ngày nay rồi. Nói chung là phần mùa giáo sư chào em cái trên này cái đó. Chào tất cả anh em nhá. Anh em nó bỏ lau cam đi. Không lau đâu, lau rồi. Cam lau hết rồi. Cam mở chỉ có tắt đi làm lại. Anh em cam mở chỉ có tắt đi làm lại anh em nhá. Cái này nó do cái thời tiết thời tiết này, tất cả là do bầu trời Nội giờ nó đang mưa phùn, nó ẩm thấp. Anh em xem được không, hay là tôi mình tắt đi mở lại nhá. Cái này bầu trời Nội nó đang kiểu nó thôi, mình tắt đi mình làm lại nhá. Ok, để mình chuyển máy này. Chưa, ông đừng có tắt. Ông đừng có tắt. Đây, quay cái xe của giáo sư Vũ Kiêu đây. Để tí con chuyển, cuộc gọi chuyển phát là xong. Có rõ, xem rõ không? Đâu xe nào có mờ. Ông quay mặt anh Kiên đi, mờ lắm. Không hề mờ gì nào. Vẫn hơi mờ. Mờ. Hơi mà. Ok, để đổi máy này. Đổi phát này máy. Rồi ok. Chờ đi đổi máy phát là xong. Anh em ơi, chờ đi ra đây một chiếc xe gym của anh giáo sư Vũ Kiêu đây, em lại vào lại nhá. Để tôi đổi sang máy này, mình đổi phát sang máy này phát là xong. Đơn giản nó gì. Anh em vào sau nhá. Đây để chuyển phát xong. Ông cứ quay xe đi, ông quay xe con đổi phát xong. Hai con iPhone đẳng cấp nhất mà Việt Nam mình vẫn cứ nhất thế giới mà vẫn cứ phải tiếp tục không được. Thôi ok để bật bên này nhá, bật bên này cho mình tắt bên này. Ông bật rồi, bật tắt.